Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay anh về đây muốn chia sẻ đó với các bạn thêm một món ăn cơm thật là ngon, đơn giản và dễ thực hiện. Đối với món ăn ngày hôm nay có tên gọi là thịt rang cháy cạnh. Thì mình cũng đã có chia sẻ đó với các bạn một cách làm về món thịt rang cháy cạnh và được nhận được rất là nhiều sự yêu thích cũng như là các bạn làm thành công và các bạn phản hồi đối với mình. Mình rất là vui cũng như là rất là cảm ơn tất cả các bạn luôn. Thì hôm nay mình tiếp tục mình chia sẻ thêm một cách làm mới hơn một chút. Có thể là nhiều bạn đã biết rồi, thì các bạn có thể là xem cho vui. Còn bạn nào chưa biết thì các bạn xem tham khảo thêm nha. Thì hôm nay mình chia sẻ cách làm thịt rang cháy cạnh như thế nào để cho lên màu đẹp nè, và ngấm gia vị cũng như là thịt rang cháy cạnh không có bị cứng, nó vẫn giữ được cái độ mềm của thịt. Thì để làm được cái món ăn cơm ngày hôm nay thì đầu tiên mình chuẩn bị ở đây là 600g thịt ba rọi hay còn gọi là thịt ba chỉ. Tiếp theo là tỏi băm, rồi ớt cay, ớt hiểm đó các bạn. Bạn nào mà không ăn cay được thì các bạn sẽ thay thế bằng ớt sừng không cay. Và một số gia vị nêm nếm cần thiết như là đường, muối, nước mắm, bột ngọt, tiêu xay. Đầu tiên mình chuẩn bị ở đây một nồi nước, chờ cho nước sôi mình cho đây một muỗng cà phê muối. Rồi mình cho rượu trắng vào đây để mình khử mùi hôi tuyệt đối cho thịt. Nước đã bắt đầu sôi, bây giờ mình sẽ cho thịt heo vào. Mình sẽ trụng qua nước sôi, chờ cho nước sôi bùng trở lại thì các bạn sẽ vớt ra. Nước đã sôi bùng trở lại và các bạn nhận thấy là có nhiều bọt dơ nổi lên trên thế này. Bây giờ mình sẽ tắt bếp và vớt thịt ra, mình rửa sơ qua nước để loại bỏ những cái bọt dơ bám ở trên thịt. Mình trụng như thế này các bạn, mình cũng sẽ dễ cắt hơn. Mình sẽ cắt miếng bản nó to như thế này. Đây hết các bạn, đây mình cắt bản như thế này, mỏng, bản lớn. Thịt của mình đã sắc xong rồi, bây giờ mình sẽ cho vào trong chảo. Mình cho nước vào đây, vừa xâm sắc. Mình để lửa lớn. Rồi mình cho nước vào. Mình rang đến khi rút hết nước, cạn nước luôn nha các bạn. Sau khi đó cạn nước xong thì mình sẽ hạt. Mình sẽ cho ở đây một muỗng canh đường hơi vung. Nên mình sẽ tạm thời tắt bếp nha. Mình ướp đường á các bạn. Tạm thời mình tắt bếp để mình ướp đường. Thịt nó vừa rút cạn nước á, mình ướp đường vào để cho thịt nó trong lại và nó ngấm đường. Mình ướp khoảng 5 phút thôi. Đó, mình cho một muỗng canh đường hơi vung vào đây. Các bạn có thể là sắc miếng thịt nó nhỏ hơn của mình nha. Mình thích sắc cái miếng nó mỏng mà bản lớn thế này nè. Các bạn có thể là sắc miếng vuông cũng được. Rồi mình ướp ở đây 5 phút, mình tạm thời mình để ở đây. Rồi sau 5 phút thì các bạn quan sát, các bạn thấy là thịt của mình đã trong lên rồi các bạn thấy không? Nó đã trong rồi.
nó ngấm đường rồi. Và với cách làm này thì hoàn toàn là mình không có cho dầu gì hết nha các bạn. Nó mình tận dụng cái mỡ heo để mình làm luôn. Bây giờ thì mình sẽ bật bếp trở lại và mình sẽ rang cháy cạnh. Rồi mình để mức lửa trung bình rồi mình sẽ rang. Mình rang cho nó cháy xém cạnh nè, nó vàng hết tất cả các mặt luôn. Mình sẽ đảo liên tục như thế này nè để tránh cho nó bị văng nổ đó. Đây các bạn thấy không, nó đây cháy vàng được một mặt rồi. Rồi với cách làm này thì thịt vẫn giữ được cái độ mềm nè, và nó cháy cạnh lên màu đẹp nhưng lại không cần phải cho dầu gì hết. Ngoài ra thì mình sẽ loại bớt được cái nước mỡ nè các bạn thấy không, nó bắt đầu nó ra lớp mỡ, bắt đầu nó cháy cạnh như thế này. Các bạn thích vàng, cháy vàng, xém vàng hơn thì các bạn sẽ tiếp tục các bạn rang. Mình chỉnh về mức lửa nhỏ vừa nha các bạn, để tránh nó bị văng á. Mình phải đảo liên tục như thế này nè, gần được rồi đó các bạn. Thịt của mình đã cháy cạnh hết rồi các bạn, rất là đẹp nha, lên màu đẹp nè các bạn thấy không, cháy cạnh. Và bây giờ tiết ra mỡ rất là nhiều đó, mình hoàn toàn không cho dầu. Bây giờ ra mỡ nhiều thì mình sẽ múc bớt ra. Như vậy thì món ăn của mình vừa lên màu đẹp, mềm, ngon, thấm gia vị mà lại không có bị quá ngấy dầu mỡ, hoàn toàn không có cho dầu gì hết. Tận dụng lại mỡ ở trong thịt nó tiết ra. Nếu mình múc bớt mỡ ra mình để lại một ít thôi để mình phi thơm tỏi. Để lại rất là ít luôn. Đó các bạn thấy không, gần nửa chén mỡ luôn. Rồi bây giờ mình bật bếp trở lại nè. Giờ mình sẽ cho tỏi băm vào đây. Khoảng nửa muỗng canh tỏi. Mình thấy tỏi thơm và gần vàng thì mình sẽ cho nêm nếm gia vị vào đây. Tỏi nó thơm và vàng, bây giờ mình sẽ nêm nếm gia vị vào đây. Giờ mình cho vào đây 2 muỗng canh nước mắm. Mình dùng nước mắm 36 độ đạm. Mình đang để mức lửa nhỏ để mình nêm gia vị nha. Rồi mình cho vào đây nửa muỗng cà phê muối, 1/3 muỗng cà phê bột ngọt. Ai không ăn được bột ngọt hoặc là dị ứng với bột ngọt thì các bạn bỏ qua. Mình cho luôn cả ớt vào đây. Rồi bây giờ mình sẽ rim cho đến khi thịt ngấm gia vị và cạn, rút bớt hết nước.
Gia vị nêm nếm các bạn nêm nếm sao cho phù hợp với khẩu vị ăn gia đình các bạn là được nha. Mình cứ để mức lửa nhỏ rồi mình sẽ rim. Rồi thịt cũng đã ngấm gia vị và lên màu đẹp rồi. Bây giờ mình sẽ tắt bếp và mình cho mỗi hành lá và tiêu xay vào đây. Đây là món thịt rang cháy cạnh của mình. Vừa lên màu đẹp, mềm, ngon, thấm gia vị. Hoàn toàn là không có vị ngán gì hết. Đó, mình cho tiêu xay vào đây. Rồi mình đã cho thịt rang cháy cạnh ra ngoài dĩa các bạn để mình ăn với cơm. Mình cho thêm ít tiêu xay lên đây. Rồi như vậy là mình đã hoàn thành xong món thịt rang cháy cạnh với cách làm mới giúp cho cái món thịt của mình nó sẽ mềm, lên màu đẹp, ngấm gia vị và hoàn toàn là không có bị ngấy dầu mỡ gì hết. Món này thì mình sẽ ăn kèm với cơm trắng cũng như là các loại rau sống hoặc là mình ăn với một món canh. Rồi chúc cho tất cả các bạn sẽ thành công nha. Nếu như các bạn cảm thấy hài lòng về cái món ăn này của mình ngày hôm nay thì đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình, cũng như là chia sẻ cho thật nhiều bạn bè hơn nữa để biết thêm một cách làm nho nhỏ về món thịt rang cháy cạnh tại nhà này nhé. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian xem hết món ăn của mình ngày hôm nay. Chúc tất cả các bạn ngon miệng. Hẹn gặp lại các bạn vào những món ăn ngon tiếp theo. Bye bye.